Wow, rất là nhiều những cái xe MC Queen bạn. Wow, hello, nay mình sẽ tiếp tục đi tìm xe MC Queen các bạn. Đường này có một bãi cỏ rất là rộng luôn các bạn. Một cái xe gió màu đỏ nè. Wow, xe của siêu anh hùng Spider-Man các bạn. Wow, rất là đẹp. Bánh xe được mạ vàng luôn à. Đấy, xe của Spider-Man nha các bạn. Phía trước có một bãi xe luôn nè các bạn. Wow, thật là nhiều những cái xe. Wow, xe này là Jackson Storm à. Đó, xe đua này chạy rất là nhanh nha các bạn. Còn đây là một cái xe bán kem Icreamer. Xe bán kem này có vẻ mặt của một chú hề các bạn. Wow. Ấy, còn đây là chiếc MC Queen Lightning tia chớp các bạn. Wow, xe 95 nè. Còn đây là gì đây? Wow, chiếc xe Monster Truck các bạn. Thật là đẹp. Ấy, chúng ta có một chiếc theo mấy tờ bằng sắt lại cầm rất là nặng tay luôn. Sau nó có một cái móc nữa nè. Xe mây trời có một cái tai rất là to luôn. Wow, bên này là một bãi xe khác nữa các bạn. Wow, bãi xe MC Queen. Hay, những cái lớp sơ của nó thật là bóng các bạn. Mình thấy rất đẹp nha, cười rất là tươi luôn. Đây là một chiếc xe MC Queen cảnh sát. Đây là một chiếc Monster Truck các bạn. Nó có một cái cần cẩu trên này nè. Và cầu lửa thứ luôn bạn. Một chiếc xe màu xanh dương. Wow, mình thấy nó cực kỳ đẹp luôn nha. Đây là MC Queen màu tím của chúng ta đây. Nó có màu tím rất là đẹp. Mình không biết tên của cái xe này các bạn. Lizzie, một cái xe rất đáng yêu luôn. Nhìn rất là nhỏ nhắn nha. Wow, có màu đen các bạn. Xe này là xe cổ điển các bạn. Wow, trong đám cỏ này có rất là nhiều cái xe các bạn. Quá trời xe luôn nè. Đầu tiên là một chiếc xe rất là quen thuộc luôn. Đây là Sally các bạn. Wow, Sally có xe này có một cái màu xanh rất là đẹp đúng không bạn. Wow, đây là cái xe đây. Một cái xe cui. Wow, xe cui màu vàng các bạn. MC Queen Lightning. Wow, đang chơi đùa trong bãi cỏ nữa các bạn nhé. Là MC Queen Lightning được gọi là tia chớp đó các bạn. Đây là một chiếc xe đua rất là nổi tiếng luôn. Chiếc hit các bạn, số 86 nha. Đây, 86 nè. Thì nhảy giống 19, 18 vậy bạn. Nhưng mà là 86 nha. Wow, chiếc xe này có màu xanh lá. Wow. Đây là Freeport. Wow, biết. Đấy, rất là đẹp. Một cái xe buýt các bạn. Và cuối cùng chúng ta còn lại một cái xe các bạn. Wow, cái xe này là cái xe con trâu hai mọi người, rất là dữ luôn. Cái xe này nè. Wow, vậy là mình đã tìm kiếm được rất là nhiều những cái xe skin bạn. Wow, một bộ xe skin luôn nè. Bye bye.